Sự nghiệp của Chris Evans thăng hoa sau vai diễn Captain America trong loạt bom tấn Marvel. Vẻ ngoài điển trai cũng thân hình săn chắc khiến anh được nhiều người phụ nữ ngưỡng mộ. Trong đời sống riêng, Chris Evans cũng bén duyên với những người đẹp nóng bỏng nhất Hollywood. Chris Evans hẹn hò với Jessica Biel từ năm 2001 đến năm 2006. Họ còn đóng chung bộ phim Cellular và London lúc còn gắn bó. Chris Evans được cho là có quan hệ tình cảm với diễn viên Christina Ricci trong năm 2007. Sau khi chia tay Jessica Biel, họ tay trong tay tới sự kiện Met Gala năm đó. Tuy nhiên, cặp sau nhanh chóng chia tay. Minka Kelly là một trong những người tình được Chris Evans công khai hẹn hò bên cạnh Jessica Biel. Họ yêu nhau từ năm 2007, chia tay rồi tái hợp năm 2012. Mối quan hệ dừng lại năm 2014 trong im lặng. Chris Evans từng bày tỏ niềm hâm mộ đối với Sandra Bullock. Họ có thời gian thân thiết ngắn ngủi trong năm 2014 nhưng từ chối các câu hỏi liên quan chuyện tình cảm. Chris Evans và Lily Collins cũng nhiều lần bị bắt gặp đi chơi cùng nhau trong năm 2015. Họ đi ăn tiệc hậu Oscar, dùng bữa tối tại nhà hàng Ý. Tuy nhiên, cả hai không duy trì tình cảm lâu dài. Tháng 7 năm 2015, Chris Evans bị bắt gặp đi chơi cùng Elizabeth Olsen, bạn diễn trong phim Captain America: Age of Ultron. Hôm 11 tháng 5 vừa rồi, tờ People đăng tải thông tin về người yêu mới của diễn viên 34 tuổi này. Chris Evans được cho là đang có mối quan hệ gắn bó với Jenny Slate, người đẹp bằng tuổi anh và vừa bị chia tay chồng.